Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z. Ở trong nội dung phần thứ 13 này, Easyfin Việt Nam muốn giới thiệu đưa đến các anh chị chiến lược đầu tư tăng trưởng. Đây là một chiến lược có thể mang lại cơ hội tăng tài sản hàng chục lần cho những nhà đầu tư mong muốn, kỳ vọng đạt được lợi nhuận cao trong đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó thì Easyfin cũng bổ sung thêm những cái rủi ro đối với việc đầu tư theo tăng trưởng như thế nào. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào các nội dung. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua những cổ phiếu tăng mạnh nhất, bền vững nhất trên thị trường chứng khoán trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đầu tiên, ở trên thế giới, ví dụ như cổ phiếu Microsoft, tính đến cuối tháng 11 năm 2023, vốn hóa của doanh nghiệp này đã lên đến khoảng 2.800 tỷ đô la, và là công ty có vốn hóa lớn thứ hai trên thế giới. Thì nhờ vào việc tăng trưởng liên tiếp, do đó cái giá cổ phiếu của Microsoft cũng tăng hàng trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần cách đây khoảng độ 30 năm. Đây là một trong những cổ phiếu mang lại lợi suất cao nhất cho các nhà đầu tư chứng khoán ở Mỹ và hiện nay giá cổ phiếu vẫn liên tục tiếp cận những cái đỉnh cao mới không ngừng nghỉ. Tiếp theo cổ phiếu thứ hai chúng ta có thể xem đây chính là cổ phiếu Apple. Thì đây là công ty đầu tiên trên thế giới đã từng cán mốc vốn hóa thị trường trên 300 tỷ đô la và doanh nghiệp này cũng có cái mức tăng giá cổ phiếu lên đến hàng trăm lần chỉ trong vòng có 20 năm qua mà thôi. Tiếp theo còn ở Việt Nam thì có những doanh nghiệp nào? Thì uh, do lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam còn tương đối ngắn mới chỉ có 23 năm hình thành và phát triển và số lượng các doanh nghiệp niêm yết cũng mới chỉ được tương đối nhiều vào giai đoạn từ năm 2009 là 10 trở đi mà thôi. Do đó chưa có nhiều những cái cổ phiếu tăng hàng trăm lần, đâu đó mới có hai cổ phiếu đạt được mức đó. Và ở đây chúng ta cùng nhìn đây là một cổ phiếu công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đó chính là FPT. Thì giá cổ phiếu này cũng tăng đâu đó khoảng 20 lần chỉ trong vòng khoảng 14-15 năm qua nhờ vào cái kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt. Tiếp theo, đây chính là biểu đồ giá của cổ phiếu PNG cũng tăng đâu đó khoảng độ 15 lần chỉ trong vòng hơn 10 năm năm qua từ khi niêm yết cái cổ phiếu này và cổ phiếu này và FPT cũng dự kiến là không chỉ ngừng lại tại đây mà còn tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai Vậy thì đặc điểm chung của những doanh nghiệp này là gì? Thì AZFIN Việt Nam nghiên cứu đánh giá thì thấy rằng đây chính là những cổ phiếu của các doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận mạnh và bền vững nhất cái kết quả kinh doanh của mình qua thăng trầm, qua thời gian và có được cái kết quả rất tốt. Ở đây chính là kết quả kinh doanh của Microsoft. Đây là kết quả tăng trưởng rất bền vững và mạnh mẽ, đặc biệt càng mạnh mẽ hơn từ năm 2019 đến năm 2023, thậm chí cả năm 2024. Nguyên do là Microsoft đã đổi mình thành công sau khi thay thế CEO Steve Banner bởi một CEO người Ấn Độ và ông ta đã gọi là không ngừng thúc đẩy phát triển Microsoft. Đặc biệt đó là trong các lĩnh vực điện toán đám mây, nếu như trước đây Amazon đi đầu số 1, Microsoft chưa có gì cả thì chỉ sau một thời gian Microsoft cũng đã vươn tầm lên ngang với Amazon và thậm chí trong tương lai có thể có cơ hội vượt lên. Từ đó mang lại cái lợi nhuận vẫn tăng trưởng rất mạnh mẽ từ năm 2020 đến năm 2023. Và riêng giai đoạn này, giá cổ phiếu cũng tăng khá là nhiều lần, rất khủng khiếp là như vậy. Tiếp theo đây chính là kết quả kinh doanh của Apple. Chúng ta có thể thấy từ khi uh, Steve Jobs trở lại Apple thì đã mang lại một cái làn gió mới thúc đẩy và phát triển cái doanh nghiệp này lên tầm hàng đầu thế giới. Và cái kết quả kinh doanh của Apple thì cũng không ngừng tăng trưởng từ những năm 2000 đến năm 2023 này. Thì từ năm 2010 đây chính là cái biểu đồ chúng tôi đã lấy được cái kết quả kinh doanh của Apple. Có thể thấy trước đây mỗi quý lợi nhuận chỉ khoảng độ 3 tỷ giai đoạn 2010, 3 đến 3,5 tỷ một quý, tức là một năm khoảng 12, 13 tỷ đô, 14 tỷ đô. Tuy nhiên thì đến năm 2022, thậm chí lợi nhuận của Apple đã trở thành công ty đầu tiên tiệm cận cái mức 100 tỷ đô la lợi nhuận sau thuế và giúp cho doanh nghiệp này cũng đã tăng giá cổ phiếu lên đến hàng trăm lần chỉ trong vòng hơn 20 năm qua. Và Apple vẫn đang liên tục không ngừng có sự tăng trưởng và phát triển tốt từ đó dẫn dắt cái giá cổ phiếu Apple trở thành một trong những doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất ở trên thế giới và là công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới. Và anh chị hãy thử tưởng tượng GDP của Việt Nam năm 2023, tức là sau khi đã tính toán lại thì đã lên đến khoảng độ 440 đến 460 tỷ đô la. Nhưng vốn hóa của công ty này đã là 3.000 tỷ đô la, tức là tương đương với gấp khoảng 7 lần so với GDP của Việt Nam. Còn nếu so sánh mức định giá của Apple so với các cái nền kinh tế lớn trên thế giới thì có thể thấy rằng GDP riêng Apple cũng đã lọt vào top khoảng độ 6 top 6 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tất nhiên mọi sự so sánh như thế này thì nó không cùng tham chiếu và nó khá khập khiễng nhưng mà qua đó cũng có thể để hình dung cho các anh chị thấy rằng cái mức độ khủng khiếp như thế nào của một doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới như thế. Tiếp theo là đây là chính là biểu đồ kết quả kinh doanh của FPT. Thì cũng giống như Microsoft hay Apple thì cũng trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm rồi mới có được những cái kết quả tăng trưởng rất mạnh mẽ trong những thời gian gần đây. Thì FPT nếu như khởi đầu năm 2001 chỉ 7 tỷ đồng thì đến năm 2011 đã tăng lên đến 1.682 tỷ đồng. Tức là doanh nghiệp này đâu đó đã tăng trưởng 10 năm liên tiếp rất mạnh từ tăng khoảng độ 230 lần từ 7 tỷ lên 1.682 tỷ. Tức là tăng 230 lần trong vòng 10 năm. Và điều này cũng giúp cho FPT trở thành một công ty có được nhiều triệu phú đô la nhất ở Việt Nam giai đoạn đó và ngay cả đến bây giờ. À, tuy nhiên, FPT cũng giống như các cái tập đoàn khác ở trên thế giới cũng trải qua những cái sự gọi là à, lạc đường sau một quá trình tăng trưởng và phát triển thần tốc. Đó là giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014. Đó chính là giai đoạn mà cái việc đa dạng hóa à, mở rộng lĩnh vực kinh doanh bắt đầu cho thấy là không hiệu quả. Đó là FPT đã lấn sân sang ngân hàng, tiên phong banh, rồi là công ty chứng khoán FPTS, rồi công ty quản lý quỹ, rồi là bán lẻ, bán buôn, vân vân. Và sau đó thì nhờ vào việc công ty này đã mạnh tay tái cơ cấu ở cái giai đoạn đó, khiến cho cái kết quả kinh doanh bắt đầu tăng trưởng trở lại từ năm 2015 một cách đầy ấn tượng và đến nay thậm chí cái tăng trưởng còn cao hơn giai đoạn trước khá nhiều về mặt tuyệt đối. Còn uh, về mặt tương đối thì mỗi năm FPT trung bình cũng tăng trưởng lợi nhuận khoảng độ 16% trong khoảng 6 năm qua một cách bền bỉ không ngừng bất chấp những khó khăn của Covid hay là những cái giai đoạn uh, bất ngờ biến động từ kinh tế thế giới cũng như là chính trị thế giới và trong nước như vậy. Điều này đã dẫn dắt cái giá cổ phiếu FPT liên tục gọi là vượt đỉnh của mọi thời đại và là tiến tới những cái mốc đỉnh cao mới. Và hiện nay vốn hóa FPT đâu đó thì cũng đạt khoảng độ 5 tỷ đô la chứ cũng không ít một chút nào. Và FPT vẫn còn tiếp tục sẽ tăng trưởng nữa trong tương lai. Từ đó hỗ trợ tốt cho những cái nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu này trong dài hạn. Hay tiếp theo ở Việt Nam đó chính là PNG Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp có được cái sự tăng trưởng rất là bền vững, mạnh mẽ trong uh, cả quá khứ lẫn hiện tại. Uh, nếu như năm 2006 doanh nghiệp này giảm lợi nhuận so với 2005. Đó thì giai đoạn trước đó là những cái giai đoạn khá phập phù từ năm 2005 đến năm 2012 thì lại có một cái sự tăng trưởng nhất định, khá là ổn định. Tuy nhiên những giai đoạn đó thì PNG tăng trưởng kết quả kinh doanh chủ yếu đến từ cái mảng kinh doanh truyền thống đầy cạnh tranh đó chính là vàng miếng vàng miếng mà thôi tuy nhiên thì công ty này đã có những cái dấu ấn gọi là không thể phai đó là chuyển mình từ một công ty gọi là chuyên sản xuất bán lẻ vàng sản xuất ở đây gọi là chế tác đấy chứ cũng không phải là sản xuất tận nơi tức là đi khai thác vàng đâu ạ thì đã chuyển dịch sang là một cái công ty từ sản xuất đến gọi là bán lẻ các cái hàng hóa trang sức liên quan đến vàng, từ đó mang lại được những cái giá trị rất cao. Thì cũng giống như FPT hay Apple hay Microsoft thì cũng gặp những cái giai đoạn gọi là uh, khủng hoảng khó khăn nhưng mà họ đã vượt qua. Và khi họ vượt qua họ được có, có được kinh nghiệm thì họ sẽ tăng trưởng và phát triển một cách mạnh mẽ. Đó chính là giai đoạn trước năm 2012 hai thì PNG đã có đầu tư vào vài trăm tỷ giá trị cổ phiếu của Đông Bá, Đông Á Banh nơi mà chồng chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã từng làm phó chủ tịch kiêm CEO và uh, rất là đáng tiếc đó là cái ngân hàng Đông Á Banh này cũng là một ngân hàng thời đã có những cái mũi nhọn hàng đầu ví dụ như là ngân hàng thẻ thuộc dạng hàng đầu Việt Nam giai đoạn những năm 2010 thì ngân hàng này về cơ bản đã vi phạm những cái quy định về tín dụng từ đó làm cho cái vốn bị âm mất vốn rất nhiều và bị ngân hàng nhà nước đưa vào viện ngân hàng không đồng thì từ đó PNG cũng đã phải trích lập dự phòng rất lớn giai đoạn 2013 đến 2015 khiến cho cái lợi nhuận của doanh nghiệp này bị suy giảm thậm chí bị điêu đứng do cái tác động từ cái vụ chồng của chủ tịch và ngân hàng Đông Á đến cái công ty vàng bạc trang sức này. Nhiều người thậm chí còn cho rằng PNG có thể rơi vào khủng hoảng suy thoái và không thể trở lại Tuy nhiên, đúng lúc khó khăn nhất, đúng lúc khó khăn nhất cũng là lúc thể hiện bản lĩnh của người dẫn đầu của doanh nghiệp này. À, bà Cao Nghị Ngọc Dung đã có những cái định hướng rất đúng đắn, đó là loại bỏ những cái gì liên quan đến ngoài ngành, tập trung vào thế mạnh cốt lõi của mình và không ngừng đi đầu trong cái việc uh, cung cấp các cái sản phẩm trang sức vàng cho thị trường Ờ, trước đó là đa phần là không có thương hiệu và thủ công bởi vậy cho nên PNG đã đi đầu trong cái mảng này từ đó mang lại những cái quả ngọt bắt đầu từ năm 2016 khi mà doanh nghiệp này không còn phải trích lập dự phòng nữa và từ đó kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng tương đối bền vững không dừng lại ở cái việc thành công nhờ dẫn đầu thậm chí tiến tới gần như độc quyền ở cái mảng trang sức vàng có thương hiệu và cái kết quả kinh doanh vượt trội gấp nhiều lần so với những đối thủ thứ hai như là Doji hay là một số cái đối thủ Bảo Tín Minh Châu vân vân. Thì đến năm 2018 thì PNG lại mạnh dạn tiên phong trong cái ngành của mình và thậm chí là một trong số ít những doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam ứng dụng vào việc chuyển đổi số để nâng cao cái năng lực của mình từ cái việc trước đây là một cái công ty sản xuất và bán lẻ một cách rất truyền thống chuyển sang ha thiên hơn về cái mảng gọi là bán lẻ hiện đại đầy mạnh mẽ đó là không chỉ dựa vào các cửa hàng truyền thống không chỉ dựa vào những nghệ nhân những chuyên gia ngồi ở nhà và nghĩ ra những bộ sưu tập mới mà họ còn tập trung vào cái việc hiểu cái insight hiểu cái 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 tư duy cái 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 mong muốn cái nhu cầu của khách hàng từ đó tạo ra những cái sản phẩm mà được ưa chuộng hơn rồi những sản phẩm ít sản phẩm lỗi hơn phải đem nấu nấu lại sơ chế lại tái chế lại mà là phù hợp với người tiêu dùng hơn hơn nữa thì nhờ vào việc ứng dụng chuyển đổi số cũng như có thêm những nhân tố mới trong cái hội đồng quản trị và ban điều hành cũng như cái việc xây dựng văn hóa ngày càng rõ ràng mạnh mẽ hỗ trợ cho kinh doanh thì cái công ty này họ đã vượt qua những cái giai đoạn vô cùng khó khăn như covid năm 2020-2021 một cách đầy là ấn tượng với cái kết quả kinh doanh gần như không giảm đáng kể trong khi như chúng ta đã biết mảng liên quan đến trang sức vàng hàng hóa xa xỉ thì sẽ thường bị gọi là ảnh hưởng rất mạnh vào những cái giai đoạn thị trường khó khăn kinh tế khó khăn và uh, giai đoạn 2022-2023 cũng vậy thì doanh nghiệp này cũng đã vượt lên được cái sự khó khăn và dự báo kết quả 2023 bất chấp mọi khó khăn vẫn có thể tăng trưởng nhẹ. Từ đó đã dẫn dắt cái giá cổ phiếu PNG cũng là một trong những doanh nghiệp có cái tăng trưởng giá nhanh, ổn định và bền vững nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì trên đây chính là điểm qua những cái doanh nghiệp mà có cái tiềm năng tăng trưởng tốt thì đa phần đó đều là những cái doanh nghiệp có cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ và bền vững trong tương lai. Vậy thì cái chiến lược tăng trưởng, đầu tư tăng trưởng nó thú vị, nó hấp dẫn như thế nào đối với các nhà đầu tư thì chúng ta sẽ cùng nhau vào tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là triết lý đầu tư cổ phiếu tăng trưởng như thế nào. Rồi thứ hai là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng ra sao cho hiệu quả cao. Và cuối cùng là rủi ro khi đầu tư cổ phiếu tăng trưởng là gì. Bởi vì chúng ta thấy ở trên là nhiều doanh nghiệp tăng trưởng đạt được thành quả tuy nhiên thì cũng có không ít những doanh nghiệp rơi vào bẫy tăng trưởng và nhà đầu tư đã phải gọi là ôm hận bởi vậy cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu cả cái rủi ro của nó thì đầu tiên là về triết lý đầu tư cổ phiếu tăng trưởng thì cổ phiếu tăng trưởng ở đây khác với cái phong cách đầu tư theo đà tăng trưởng hai cái này là khác nhau việc đầu tư theo đà tăng trưởng ý tức là họ đầu tư theo cái dòng tiền ngày càng mạnh hơn và giá cổ phiếu tăng tốt hơn. Từ đó cho thấy dòng tiền vào thị trường chứng khoán tốt và họ nhảy vào họ mua các cổ phiếu đó thì đấy là đầu tư trong kỹ thuật. Còn đầu tư cổ phiếu tăng trưởng ở trong triết lý đầu tư giá trị đó chính là tập trung vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận cao. Và tăng trưởng lợi nhuận cao ở đây là gì? Là tăng trưởng được dự báo kỳ vọng trong tương lai là hai con số tức là trên 10% hay nói cách khác là có thể cao gấp đôi so với tăng trưởng GDP thực tế. Còn nếu so với GDP danh nghĩa, danh nghĩa thì tăng trưởng tối thiểu gấp rưỡi trở lên, tức là GDP danh nghĩa khoảng độ 8% chẳng hạn, 9% chẳng hạn thì tăng trưởng khoảng độ 12, 15% trở lên thì lúc đó mới gọi là cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Còn những cổ phiếu nào mà tăng trưởng bằng GDP danh nghĩa, tức là quanh ở mức khoảng độ 7 đến 10% thì gọi chỉ gọi là cổ phiếu tăng trưởng vừa phải thôi. Còn những cổ phiếu nào mà tăng trưởng dưới GDP danh nghĩa, thậm chí còn có thể coi là cổ phiếu chín muồi. Tiếp theo, cái triết lý thứ hai đó là đầu tư vào những cái cổ phiếu thứ nhất là có tăng trưởng lợi nhuận rồi, nhưng thứ hai phải là có định giá P trên E hoặc các cái định giá phù hợp, ví dụ như một số doanh nghiệp dùng định giá P trên B, một số doanh nghiệp dùng định giá P trên S một số doanh nghiệp thậm chí dùng định giá chiết khấu dòng tiền tự do thì định giá của các cổ phiếu này cũng phải bằng hoặc thấp hơn so với trung bình của vn index chứ không phải là nó cứ tăng trưởng mạnh là giá nào chúng ta cũng tham gia thì đấy là triết lý thứ hai triết lý thứ ba là đối với đầu tư cổ phiếu tăng trưởng chúng ta sẽ thu lợi nhuận chủ yếu từ việc tăng giá cổ phiếu chứ không phải là đến từ các cái dòng cổ tức vân vân bởi vì sao? Bởi vì những cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh thông thường thì tỷ lệ cổ tức của họ có thể có nhưng nó không quá cao so với cái mức độ tăng lợi nhuận kèm theo đó chính là tăng giá cổ phiếu và nhà đầu tư đầu tư cổ phiếu tăng trưởng đó là dựa kỳ vọng hoàn toàn vào tiềm năng tăng giá mạnh hơn so với VN Index đó đó chính là triết lý đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng vậy tiếp theo tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng là gì thì thưa anh chị thì thực tế thì cũng có rất nhiều tiêu chí và cũng đôi lúc thì cũng phải linh động trong thực tế chứ chúng ta cũng không thể cố định 100% là phải a b c x y z và thậm chí rất nhiều các cái doanh nghiệp tăng trưởng thì cũng không thể rõ ràng tới 80 90 100% cho chúng ta lựa chọn mà cái việc rõ ràng như thế nó còn phải lựa phụ thuộc vào thứ nhất đó là về các cái vấn đề đặc thù ngành nghề kinh doanh, đặc thù doanh nghiệp rồi, thậm chí là phụ thuộc vào những cái biến động của kinh tế của chính trị ở trong cũng như ngoài nước. Bên cạnh đó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái năng lực phân tích, đánh giá, trình độ chuyên môn của nhà đầu tư về phân tích đầu tư giá trị thì từ đó chúng ta mới có thể là tương đối chắc chắn xét các cái tiêu chí đó để đưa ra những lựa chọn một cách chính xác. Chứ cùng thì một tiêu chí, cùng thì những bộ tiêu chí này thôi Nhưng mà nhiều người, đa phần mọi người lại chọn bị sai, bị lệch Bởi vì họ bị một cái thiên kiến trong đầu Hoặc là về cơ bản họ chưa, chưa đủ thời gian nghiên cứu sâu, lâu Để có thể lựa chọn một cách chính xác Bởi vậy những cái tiêu chí này Zfin đưa ra Trước tiên là dành cho anh chị tham khảo để có thể đưa vào các cái gọi là lựa chọn cổ phiếu của mình. Nhưng Đồng thời cũng khuyến cáo các anh chị là cũng cần phải nâng cao năng lực của mình không ngừng để từ đó vận dụng các cái tiêu chí một cách chính xác và đặc biệt là hiệu quả cao. Thì dưới đây chính là bốn tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng tại AZFIN Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng không thể nghĩ ra được hoàn toàn. Đâu đó là ở đây là chúng tôi cũng đúc kết học hỏi từ các nhà đầu tư huyền thoại cũng như đúc kết học hỏi từ cái thực tế đầu tư từ năm 2010, Lè bẩy của mình Để đưa ra Gửi đến các anh chị Thì tiêu chí thứ nhất Đó chính là Doanh nghiệp cổ phiếu đó Phải ở trong ngành Hoặc trong một cái phân khúc Tăng trưởng cao trong tương lai Anh chị lưu ý là như vậy Bởi vì Cái ngành Cái phân khúc Mà doanh nghiệp hoạt động Chính là cái môi trường Để giúp cho doanh nghiệp ý Phát triển và lớn lên Thì tôi lấy ví dụ như này Ví dụ như là chúng ta Cùng trình độ như nhau đi nếu anh chị ở một nước Châu Phi thì rõ ràng là cái gọi là cái sự nghiệp của anh chị phát triển thăng tiến sẽ không thể bằng anh chị mà ở Mỹ chẳng hạn, đúng không? nó sẽ khác hay là thu nhập cũng vậy thôi. cùng thì năng lực nếu mà bỏ ở Châu Phi thì thu nhập rất khó có thể bằng ở Mỹ vậy, đúng không? tương tự như thế đối với một cổ phiếu, một doanh nghiệp, một doanh nghiệp nếu mà họ được ở trong một cái ngành có cái sự tăng trưởng cao thì dĩ nhiên sẽ rất là thuận lợi hỗ trợ cho việc tăng trưởng mạnh mẽ của họ. Ngược lại, ở trong một ngành mà không có tăng trưởng hoặc trong một phân khúc không có tăng trưởng thì việc tăng trưởng của doanh nghiệp trở nên chật vật và khó khăn hơn rất nhiều. Thì ở cái điều kiện này thì chúng tôi gọi là cái tiêu chí này gọi là gọi là đi xuôi theo dòng nước. Tức là chúng ta gọi là đi xuôi theo dòng nước thì nó sẽ nhanh, nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn. Tiêu chí thứ hai đó là cổ phiếu của một doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh mạnh lợi thế cạnh tranh mạnh ở đây có thể đến từ rất nhiều yếu tố ví dụ như là giấy phép độc quyền ví dụ như là bằng các bằng sáng chế độc đáo ví dụ như là thương hiệu rất mạnh, thất mạnh thì ví dụ như bằng sáng chế hay là độc quyền đó là các cái doanh nghiệp uh, uh, nước điện vân vân chẳng hạn đúng không ạ nhưng mà chúng ta cần phải xét nhiều yếu tố nhé lợi thế chỉ là một trong bốn yếu tố thôi rồi là uh, lợi thế cạnh tranh nhiều thương hiệu mạnh ví dụ như ở Việt Nam cũng có rất nhiều các doanh nghiệp hàng đầu lợi thế mạnh ví dụ như là Vietcombank chẳng hạn đúng không ạ trong ngành ngân hàng hay là ví dụ như là PNG cho lĩnh vực bán vàng trang sức ở Việt Nam hay là FPT cho lĩnh vực công nghệ thông tin hay là lĩnh vực gọi là hàng tiêu dùng ví dụ như Masan Consumer không phải tập đoàn Masan nhé Masan Consumer chẳng hạn hay hay là ví dụ ở bên ngoài những doanh nghiệp chưa niêm yết như Starbucks hay là Highland Coffee vân vân chẳng hạn rồi là họ còn có những lợi thế Ví dụ như là đi đầu trong một cái phân khúc Một cái sản phẩm mới nào đó Độc đáo Thì đấy cũng là những cái lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh Đúng wow. Tiếp theo cái tiêu chí thứ ba Để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng Đó là ROE phải cao hơn tối thiểu 3 lần so với lãi gửi ngân hàng Vì sao lại có tiêu chí này Ví dụ như là uh, lãi gửi ngân hàng 6% một năm chẳng hạn thì cái ROE tức là hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu thì cũng phải được 18% đổ lên. Thì bởi vì sao? Bởi vì chỉ có doanh nghiệp làm ăn hiệu quả cao thì khi họ tăng trưởng thì họ mới có thể đi nhanh được. Còn ROE mà thấp, tôi lấy ví dụ ROE làm ra có 5% một năm. Như vậy năm sau họ có thể tăng trưởng 3% thì họ lại vốn làm ra có tăng thêm có 5% họ lại phải đi vay mượn huy động thêm 25% nữa thì họ mới tăng trưởng. Thì như vậy cổ đông không có hiệu quả và doanh nghiệp ngày càng công cành. Nhưng ngược lại, có những cái doanh nghiệp ROE nó lên đến 25, 30, thậm chí 35%. Vậy là họ cần tăng trưởng 20%, thì họ vẫn còn dư khoảng 15%. Trên vốn chủ sở hữu đó, họ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông mà vẫn tăng trưởng tốt. Đúng không? Và chỉ những doanh nghiệp hiệu quả, sinh lời, ROE cao thì mới có thể đi xa, đi nhanh và mới minh chứng được rằng đây là một doanh nghiệp thành công. Tiếp theo, thứ tư, đó là ban lãnh đạo công ty phải tài năng. Nếu mà đầu tư mang tính chất gọi là ở phần 12 của chúng ta đó là đầu tư vào cổ phiếu giá trị nét nét thì cần uh, đó là sự gọi là bền vững trong quản trị cũng tương đối tốt. Hoặc là chúng ta cần tích sản rất lâu dài, 5-10 năm thì chúng ta cần phải tiêu chí đó là quản trị công ty phải xuất sắc, văn hóa doanh nghiệp phải rất mạnh và phải bền vững, hướng đến sự bền vững không phụ thuộc vào một ai. Còn đối với đầu tư tăng trưởng thì nếu đạt được như thế thế thì là quá xuất sắc rồi Tuy nhiên thì uh, có thể là cái tiêu chí trực diện hơn đó chính là bạn lãnh đạo phải tài năng Tài năng thì họ mới thúc đẩy doanh nghiệp một cách tăng trưởng một cách rất mạnh, rất nhanh được Còn để chúng ta muốn tăng trưởng mạnh, nhanh, bền thì phải thêm quản trị công ty tốt Thì trên đây là bốn yếu tiêu chối trí lựa chọn cái cổ phiếu cho danh mục đầu tư tăng trưởng của mình Và anh chị cứ lựa chọn được những cái cổ phiếu đáp ứng được những tiêu chí này thì chúng ta về cơ bản là đã có được một danh sách cổ phiếu tuyệt vời rồi tuy nhiên để mà có thể đưa vào đầu tư phân bổ tài sản thì còn phải thêm định giá cổ phiếu và thêm một số yếu tố khác nữa thì cuối cùng mới tạo nên một danh mục hoàn chỉnh và phù hợp với việc đầu tư cổ phiếu tăng trưởng tiếp theo chúng ta cùng nhau đã nghe khá là nhiều về những cái màu hồng đối với đầu tư tăng trưởng nhưng vậy còn rủi ro là gì khi đầu tư cổ phiếu tăng trưởng thì về cơ bản đầu tư cổ phiếu tăng trưởng rủi ro thông thường là cũng lớn hơn so với đầu tư giá trị nét nét cũng như đầu tư uh, giá trị cổ tức đó là bởi vì sao và những cái rủi ro là gì thì đầu tiên rủi ro đó là biến động có tính biến động rất cao đối với các cổ phiếu tăng trưởng từ việc kết quả kinh doanh cũng như giá cổ phiếu của nó các anh chị có thể thấy nếu như mà bây giờ thì các anh chị nhìn Microsoft nhìn Apple nhìn FPT, nhìn PNG có thể thấy kết quả kinh doanh không biến động nhiều. Nhưng mà các anh chị cứ quay lại lịch sử cách đây khoảng hơn 10 năm đối với các doanh nghiệp này xem. Kết quả kinh doanh dao động và biến động rất mạnh. Rất mạnh bởi vì tăng trưởng là thiên về tấn công. Và đồng đồng thời với đó thì giá cổ phiếu thì cũng có những cái giai đoạn biến động cũng rất khủng khiếp, rất mạnh mẽ. Chứ không có chuyện là biến động ít đâu gần đây thì khi chứng minh được cái sự bền vững mạnh mẽ của mình thì các cái doanh nghiệp như FPT thì mới bớt biến động thôi. Chứ Trước đây thực tế là biến động còn lớn hơn nhiều so với VN Index của chúng ta. Cũng như thế uh, Microsoft cũng vậy, Apple cũng vậy, biến động gấp mấy lần so với các cái chỉ số chứng khoán ở Mỹ cơ. Thế do đó là đầu tư vào những cái cổ phiếu tăng trưởng chúng ta cần phải xác định cái rủi ro đó là biến động rất mạnh, rất mạnh cả từ kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu do đó những cái người mà không có cái tính kiên định và không hiểu sâu về doanh nghiệp thì sẽ rất khó có thể đầu tư cổ phiếu tăng trưởng tiếp theo cái rủi ro thứ hai là rủi ro nhầm lẫn lợi nhuận bất thường với tăng trưởng cao thì cái rủi ro này cũng chia sẻ cùng anh chị là cũng không phải là à, ai cũng tránh được đâu mà đa phần cũng đều mắc phải kể cả tỷ phú huyền thoại khi đầu tư cũng mắc phải nhưng mà khi chúng ta càng sâu sắc thì cái việc mắc phải nó càng ít đi xác suất càng thấp đi từ đó thì mang lại cho chúng ta những cái gọi là hiểu biết sâu hơn lựa chọn doanh nghiệp chuẩn hơn Đúng không? bởi vì rất nhiều các doanh nghiệp trên sàn có thể vì một cái lý do gì đó may mắn lợi nhuận họ tăng một năm hai năm liền khá là mạnh và chúng ta cứ nghĩ rằng đó là lợi thế cạnh tranh mạnh của họ nhưng thực ra không phải tôi lấy ví dụ như này có những cái doanh nghiệp giai đoạn covid khó khăn từ những năm 2020, 21, 22 rồi vân vân biến động chiến tranh vân vân thì những cái doanh nghiệp liên quan đến gọi là phân bón có cái sự tăng lợi nhuận lên đến 3 lần 5 lần thậm chí chục lần chỉ trong vòng 2 năm điều đó đã khiến rất nhiều các nhà đầu tư ngộ nhận rằng đây là cổ phiếu tăng trưởng nhưng đâu biết đó rằng đó chính là may mắn đó là bất thường và một vài năm sau lợi nhuận lại trở lại mức bình thường hay thậm chí ngay cả mối cổ phiếu tăng trưởng rất bền vững như bình minh chẳng hạn trong nhiều năm qua thì đến năm 2023 dự kiến là kết quả của doanh nghiệp này tăng cũng lên đến hàng trăm phần trăm nhưng mà nếu xét kỹ thì sản lượng không tăng nhiều thì do đó là cái kết quả kinh doanh không thể kỳ vọng 2024, 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng so với 2023 là được thậm chí là có thể suy giảm mạnh do này cái công ty này lợi nhuận công ty rất tốt nhưng lợi nhuận tăng mạnh thế là do bất thường mà thôi thế thành ra đấy cũng không phải là một cái cổ phiếu tăng trưởng Đấy thì nhà đầu tư cũng phải hết sức chú ý. Rồi tiếp theo, rủi ro lớn nhất đối với các cổ phiếu tăng trưởng đó là kinh tế vĩ mô và chính trị. Bởi vì những cái cổ phiếu tăng trưởng thường có kết quả kinh doanh biến động theo tình hình vĩ mô và chính trị rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là với những cái biến động bất ngờ của kinh tế chính trị thế giới cũng như trong nước sẽ tác động rất nhiều đến cái kết quả kinh doanh cũng như thậm chí có những lúc là tác động đến sự sống còn của doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên là rủi ro này là cũng là một cái rủi ro rất lớn. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư phù hợp với cái cổ phiếu tăng trưởng là những ai? À? Thì tôi cũng chia sẻ luôn. Đó là những nhà đầu tư kỳ vọng rủi ro tương đối cao. Nhưng lợi nhuận kỳ vọng rất cao. Và những nhà đầu tư phải có những cái kiến thức am hiểu rất sâu về những ngành, những doanh nghiệp mà chúng ta phân tích, đánh giá, nghiên cứu. Về việc am hiểu kiến thức ở đây không chỉ là những kiến thức phân tích ngồi bàn mà là cả những cái kiến thức thực tế đi sâu vào doanh nghiệp, đi sâu vào ngành nghề kinh doanh, thậm chí là đã có từng những cái thời gian mà công tác hoạt động trong các lĩnh vực đó thì sẽ hiểu biết nhiều hơn. Và việc hiểu biết ở đây nó không chỉ dừng ở các doanh nghiệp mà hiểu biết cả đầu vào, đầu ra, quy trình sản xuất, các yếu tố vĩ mô, vi mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì khi đó chúng ta mới có thể đánh giá được bởi vì cổ phiếu tăng trưởng về cơ bản là khó tìm, khó đánh giá hơn so với cổ phiếu đầu tư giá trị, nét nét hay là cổ phiếu cổ tức. Thì à, à, để có thêm được những cái thông tin từ cơ bản đến chuyên sâu cho cái việc đầu tư tăng trưởng thì à, anh chị có thể tham khảo cái tích sản cổ phiếu thì là có những cái thông tin rất đầy đủ cơ bản và cũng tương đối gọi là phù hợp và ở trong tích sản cổ phiếu cũng phân ra một cái danh mục cổ phiếu tăng trưởng để có thể tham khảo. Hay là hội viên đầu tư giá trị vàng. Thì ở đây thì uh, AZFIN đưa ra cái việc gọi là mỗi uh, tháng khoảng độ 11 uh, clip trong đó từ các kiến thức từ A đến Z bằng tính thực chiến nhất về đầu tư giá trị. Đặc biệt là cái uh, mỗi tuần có một cái clip định giá sâu sắc cũng như phân tích kỹ về các cái doanh nghiệp thì trong đó thì có một nửa ra là những cái doanh nghiệp tăng trưởng được chọn lọc và lựa chọn rất kỹ với cái định giá chuyên sâu và phù hợp. Thì uh, xin chúc các anh chị có những cái kiến thức hữu ích trong quá trình đầu tư của mình. Đặc biệt là ở nội dung clip này, đó chính là chiến lược đầu tư tăng trưởng để có thể ứng dụng vào việc đầu tư cho mình hiệu quả. Anh chị thấy rằng ở trên sàn có những cổ phiếu nào đáp ứng được các cái tiêu chí để trở thành cổ phiếu tăng trưởng thì hãy để lại comment ở phía dưới chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ các anh chị xin chào và hẹn gặp lại các anh chị